Rồi các bạn, chiều nay anh Phi sẽ trực ở cửa hàng nha. Và bây giờ thì anh Phi có một cục hàng đây. Trưa nay thì bên nhà cung cấp có gửi cho anh Phi. Bây giờ chúng ta sẽ khui ra xem ở trong cục hàng này có gì nhé. Anh Phi đã cho nó lên trên ghế rồi đây các bạn, cho ngang tầm để dễ khui hàng ha. Đây, khui ra các bạn. Những cái cục hàng như vậy thông thường là hàng của bạn anh. Anh nhờ bạn anh lấy về theo cái yêu cầu của anh. Cái số lượng nó không nhiều đâu, mỗi một mã hàng chậm chừng vài cái thôi. Hôm nay thì anh Phi biết chắc rằng nó sẽ có một cái đây ha, thần hổ linh thú. Anh Phi về thêm để chia sẻ và phục vụ các bạn mùa Noel. Bởi vì nó đã hết hàng được một vài ngày rồi, cũng may là nó về kịp. Ở trong thùng này thì anh có khoảng 24 con nè các bạn ha. Hôm trước thì con thần hổ cấp 6 cũng đã về rồi. Còn bây giờ ở đây sẽ là một cái Nado 5 dòng nâng cấp ha. Cái tay quay này dành cho cả tay trái và tay phải. Khi các bạn xoay cái này nè, xoay cái này thì các bạn sẽ ra. Con này là con thần tiễn Lam Thạch nha các bạn. Ở đây thì anh Phi còn một mẫu nữa. Trong thùng hàng này thì tôi chỉ có 3 mẫu thôi. Mẫu này gọi là thiết giáp thần xa nha, thiết giáp thần xa. Hồi xưa ở cửa hàng Abo anh có một con hàng mẫu con thiết giáp thần xa này, nhưng mà để một thời gian đâu mất tiêu rồi các bạn. Không biết bạn nào vui tay ginh nó về rồi. Mặc dù là cái con này nó không hư, nhưng mà cái tay giật cũng có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, bạn thích thì bạn cứ mang về. Nhưng mà anh thì anh mất tiêu hàng mẫu rồi, cũng uổng ghê đó các bạn nhé. Và trưa nay thì có một số bạn hỏi anh Huy. Đây, hỏi anh Huy là ván trượt còn hay không. Anh xin thưa với các bạn, ngay lúc này tại cửa hàng Abo thì cũng chỉ còn hai hộp này thôi ha. Hình như ba hộp chứ không phải hai hộp. Một hộp này và hai hộp này nha. Bạn hỏi có gì đặc biệt không. Đây là ván trượt tay nha các bạn. Ván trượt chơi bằng tay, nó gọn trong lòng bàn tay như thế này nè nha. Do hàng về ít cho nên anh cũng không có tập trung anh chụp hình, cho nên đơn giản từ vỏ hộp phía bên ngoài nó như thế này thôi. Đợt sau nếu có về hàng thì anh sẽ chụp hình cho đầy đủ nha. Còn bây giờ thì đơn giản nó là như vậy thôi nha các bạn nhé. Đó là ván trượt chơi bằng ngón tay. Còn chơi như thế nào các bạn có thể lên YouTube các bạn gõ ván trượt ngón tay, hoặc là ván trượt siêu hạng, hoặc là ván trượt Kraken ha. Còn ai gõ tiếng Anh thì là fingerboard ha. Đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ tiến hành dán tem. Tem anh Phi cũng đã in rồi đây các bạn ha, đầy đủ rồi. Tất cả hàng ở Abo anh Phi đều niêm yết giá hết nhé. Kể cả những món 10.000, 20.000 đều niêm yết giá hết. Và đây là những cái tem giá của bên anh Phi. Có thể là bên Abo sẽ không phải là rẻ nhất, nhưng mà sẽ là rõ ràng nhất cho các bạn để dễ mua nhé. Rồi bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào đang có nhu cầu con này thì các bạn có thể đặt qua yêudochoichem.com. Các bạn vào cái mục vô quân đô, vô k v k on quân d o là d đô ha, vô quân đô. Hoặc là các bạn có thể đặt trên Shopee qua cái cửa hàng Yêu Đồ Chơi Trẻ Em, hoặc là Lazada cũng là Yêu Đồ Chơi Trẻ Em luôn ha. Và các bạn đặt từ yêu đồ chơi cho em.com thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.